Xin chào tất cả các em. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ôn tập ngữ văn lớp 12 chiều ngày hôm nay. Tiết học sáng nay thì chúng ta đã được đi tìm hiểu một đề nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống và đó là một hiện tượng tiêu cực. Vậy thì ngoài những hiện tượng tiêu cực, xã hội của chúng ta còn ghi nhận những rất nhiều những hiện tượng tốt đẹp mang lại những ý nghĩa nhân văn đối với cuộc sống. Đó là hiện tượng ví dụ như là gì ạ? Tiếp xúc mùa thi này, hiệp sĩ đường phố hay là hiện tượng gây quỹ từ thiện, người tốt việc tốt và có một cái phong trào hiện nay đang phát triển một cách rầm rộ mang đến những cái lợi ích và những ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống, đó chính là phong trào hiến máu nhân đạo. Vậy thì tiết học ngày hôm nay cô và các con sẽ cùng đi vào bàn bạc về vấn đề này nhé. Cô sẽ cho các bạn một đề, đó là hãy trình bày suy nghĩ của anh chị về phong trào hiến máu nhân đạo. Trình bày suy nghĩ của anh chị. Về phong trào hiến máu nhân đạo. Đối với đề nghị luận về một hiện tượng đời sống thì chúng ta lại tiếp tục những bước như lúc sáng. Đầu tiên đó là bước tìm hiểu đề và bước thứ hai đó chính là lập dàn ý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bước đầu tiên là tìm hiểu đề. Một nhỏ, tìm hiểu đề. Nhìn lên đề bài trên bảng thì chúng ta có thể phát hiện ra ngay đây là dạng đề mà người ra đề người ta đã gọi tên trực tiếp vấn đề mà chúng ta sẽ nghị luận, đó chính là vấn đề hiến máu nhân đạo. Vậy thì chúng ta ở phần tìm hiểu đề chúng ta đã xác định được vấn đề chúng ta cần bàn luận hôm nay, đó là vấn đề hiến máu nhân đạo và ý nghĩa của phong trào đối với cuộc sống của mỗi con người. Chúng ta ghi tìm hiểu đề ở đây đó chính là phong trào hiến máu nhân đạo. Phong trào hiến máu nhân đạo. Và ý nghĩa của phong trào. Và ý nghĩa của phong trào. Sau khi chúng ta đã xác định được vấn đề chúng ta cần nghị luận là gì rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ bước sang mục thứ hai. Cái bước thứ hai đó là lập dàn ý cho đề bài này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập dàn ý nhé. Hai nhỏ, đó là lập dàn ý. Lập dàn ý thì chúng ta cũng đi theo ba bước, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Vậy thì ở phần mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu như thế nào về phong trào hiến máu nhân đạo? Như bài dạy của cô lúc sáng là chúng ta có thể giới thiệu một cách trực tiếp hoặc là giới thiệu một cách gián tiếp, đó là tùy thuộc vào các bạn. Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải đưa được phong trào vào phần mở bài để xác định cho người đọc và người nghe, người ta hiểu được vấn đề mà chúng ta cần nghị luận là vấn đề gì và chúng ta đang đi đúng hướng. Bây giờ ở phần mở bài này các bạn, dấu sao đầu tiên đó là mở bài. Đối với phần mở bài thì các bạn chỉ cần ghi một câu ngắn, một vài câu ngắn gọn như là hiến máu nhân đạo là một cái phong trào có ý nghĩa thiết thực đến cộng đồng và của ngành y tế. Đó là phần mở bài. Ở phần mở bài này các con có thể tùy chọn là mở bài một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp, được chưa nào? Sau khi chúng ta đã giới thiệu được cái vấn đề mà chúng ta cần nghị luận rồi thì chúng ta sẽ tiến hành sang bước thứ hai, đó chính là thân bài. Đây được xem là linh hồn của toàn bộ bài viết, cho nên chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian, phần nhiều thời gian, cô xin lỗi nhé, chúng ta sẽ dành phần nhiều thời gian vào phần thân bài này, bởi vì phần thân bài này nó sẽ là tổng hợp lại những kiến thức, những cái sự hiểu biết của các bạn và đây cũng là thể hiện được cái hiệu quả về cách trình bày, phương pháp làm bài của các bạn đối với một đề nghị luận về một hiện tượng đời sống. Chúng ta
Đấy, tầm quan trọng của việc hiến máu. Vậy thì khi mà chúng ta đi bàn bạc về cái vai trò và ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo, thì nếu như chúng ta chỉ nói đến tầm quan trọng của việc hiến máu thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải trả lời thêm một câu nữa, đó là gì ạ? Tại sao mỗi chúng ta nên tham gia hiến máu nhân đạo? Các con chú ý cho cô nào, dấu cộng thứ hai, đó là tại sao chúng ta nên tham gia hiến máu? Đấy, tại sao chúng ta lại nên tham gia hiến máu? Câu hỏi là tại sao chúng ta nên tham gia hiến máu, chứ không phải là tại sao chúng ta phải hiến máu. Bởi vì là khi mà một người tham gia hiến máu thì người đó phải có những cái đảm bảo về sức khỏe, những tiêu chuẩn sức khỏe. Nếu như người đó mà mắc những căn bệnh truyền nhiễm hoặc là sức khỏe không đảm bảo thì chúng ta không thể nào tham gia vào việc hiến máu được. Và cần phải xác nhận một điều, đó là gì ạ? Hiến máu thì sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu. Bởi vì cái lượng máu mà chúng ta hiến đi thì cơ thể nó sẽ tái tạo ra một nguồn máu mới và nó sẽ khôi phục lại giống như ban đầu. Chính vì thế, vậy thì tại sao mà chúng ta lại phải nên tham gia hiến máu nhỉ? Tại sao? Đầu tiên, các bạn chú ý cho cô này. Ý thứ nhất này, đó là cô đã nhắc lại, mà đã nhắc trước đó với các bạn rồi, đó là khi mà chúng ta hiến máu thì chúng ta có thể cứu sống được một mạng người, đúng không ạ? Vậy thì cứu người là một đạo lý từ xưa đến nay của ông cha ta vẫn răn dạy mỗi người, đó là gì? Chúng ta cần phải cứu người, đúng không? Vậy thì khi chúng ta hiến máu, chúng ta có thể cứu được mạng sống của một người khác. Đấy chính là lý do đầu tiên mà chúng ta nên tham gia vào việc hiến máu, bởi vì đây là một cái hành động có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng, được chưa ạ? Các bạn ghi cho cô, đó là cứu người là đạo lý muôn đời của chúng ta. Ý thứ hai này, chúng ta biết là đây là một đạo lý muôn đời rồi, đúng không ạ? Vậy thì trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta không thể nào đảm bảo rằng cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra một cái tai nạn hoặc một cái bất trắc nào cả, đúng không? Có ai dám thừa nhận là cuộc đời của tôi sẽ chẳng có một bất trắc nào cả, tôi sẽ chẳng xảy ra một cái tai nạn nào đó mất máu cả, đúng không ạ? Không ai dám khẳng định điều này. Chính vì vậy, lượng máu mà chúng ta hiến đó có thể đó là một lượng máu dự trữ dành cho chính chúng ta hoặc là người thân của chúng ta. Đó là ý thứ hai, có thể lượng máu, có thể lượng máu dự trữ đó, lượng máu dự trữ dành cho bản thân và gia đình, bản thân và gia đình. Đấy, đây là ý thứ hai, vẫn chưa hết đâu các bạn. Thứ ba này, chúng ta sẽ thấy này, khi mà chúng ta hiến máu thì cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái việc đó là gì? Chúng ta phải tái tạo để tạo ra một nguồn máu mới, và cái việc tái tạo này nó sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn đấy. Tiếp theo đó là gì? Khi mà chúng ta hiến máu nhá, thì chúng ta phải có những cái khám sàng lọc trước khi hiến máu. Và từ cái việc khám sàng lọc này thì chúng ta cũng có thể là biết được tình trạng sức khỏe của bản thân như thế nào, được chưa nào? Cô sẽ xóa bên này nhá. Cái ý thứ ba này, đó là thúc đẩy cơ thể tái tạo nguồn máu mới. Tái tạo nguồn máu mới. Và từ cái việc tái tạo này sẽ làm cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Sức khỏe tốt hơn. Một ý nữa, đó là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta tham gia vào việc hiến máu thì chúng ta chắc chắn sẽ phải khám sàng lọc trước khi chúng ta hiến máu, phải không ạ? Và việc khám sàng lọc này chúng ta sẽ biết được tình trạng sức khỏe của mình như thế nào, được chưa? Nào, biết được tình trạng sức khỏe.
của bản thân. Và một ý cuối cùng đó là gì? Một ý cuối cùng này, chúng ta thấy là như cô nói ở lúc đầu là hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện cái lòng tốt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân ái và lòng tốt của mỗi con người. Vậy thì chúng ta có thể thấy nhé, khi chúng ta hiến máu nhân đạo có nghĩa là chúng ta đang thực hiện một nghĩa cử cao đẹp. Đây, hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp. Là một nghĩa cử cao đẹp. Vậy thì từ những cái ý này chúng ta có thể thấy đó là hiến máu nhân đạo sẽ mang lại những ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và đối với cuộc sống của mỗi con người. Nó sẽ làm cho những cái điều tốt đẹp nó được lan tỏa ở khắp cái cuộc sống của mỗi chúng ta. Được chưa nào? Các con ghi cho cô. Đó là ý nghĩa thiết thực. Ý nghĩa thiết thực. Nhân văn của phong trào. Đối với xã hội. Xã hội cô viết tắt nhé. Sau khi chúng ta trả lời được những câu hỏi này thì chúng ta đã thấy được là hiến máu nhân đạo thật sự rất là quan trọng và nó có ý nghĩa nhân văn cao cả. Nó cần phải được lan tỏa nhiều hơn đối với đời sống xã hội của chúng ta ngoài kia. Và sau khi chúng ta bàn luận này thì chúng ta ở cái phần này các con có thể bàn luận mở rộng hơn một tí. Đó chính là gì? Có những người mà người ta tất nhiên là cái việc hiến máu nhân đạo thì nó xuất phát từ cái lòng thương người, từ cái tinh thần tương thân tương ái, từ lòng tốt của mỗi con người. Tuy nhiên, người hiến máu, người ta cũng phải để ý, phải ý thức được sức khỏe của bản thân. Nếu như việc mà chúng ta không đảm bảo về các tiêu chuẩn về sức khỏe thì chúng ta không nên tham gia hiến máu. Bởi vì là dù có phải là lòng tốt đến bao nhiêu, dù là xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái như thế nào, mà sức khỏe của chúng ta không cho phép thì chúng ta tuyệt đối không nên hiến máu. Được chưa nào? Đó chính là cái phần bàn luận mở rộng. Sau khi chúng ta bàn luận xong vấn đề thì chúng ta sẽ rút ra được những bài học cho bản thân. Các bạn ghi cho cô ý tiếp theo, đó là bài học. Bài học thì sẽ có bài học về nhận thức này. Nhận thức. Và bài học về hành động. Bài học nhận thức có nghĩa là gì các con? Tức là sau khi chúng ta bàn luận vấn đề, chúng ta nhận ra được điều gì? Vậy thì khi mà chúng ta bàn luận xong vấn đề này này, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó chính là gì ạ? Đó chính là hiến máu nhân đạo là một cái hành động, là một phong trào mang tính nhân văn, đúng không? Mang tính nhân văn và mang ý nghĩa tốt đẹp đối với toàn xã hội. Được chưa? Các bạn ghi cho cô này, đó là hiến máu. Là phong trào mang ý nghĩa. Cô sẽ xóa cái phần ở phía dưới này nhé. Mang ý nghĩa tốt đẹp. Và thứ hai, đó là bài học về hành động. Chúng ta đã nhận thức được rằng hiến máu là một phong trào mang ý nghĩa tốt đẹp, là một nghĩa cử cao đẹp. Vậy thì nếu như bản thân chúng ta mà có đầy đủ những tiêu chuẩn về hiến máu, thì tại sao chúng ta không hiến máu để có thể giúp cho cuộc đời này, giúp cho những con người mà cần đến những giọt máu của chúng ta, đúng không ạ? Và thứ hai này, nếu như bản thân chúng ta không đủ tiêu chuẩn để hiến máu, thì ngay bây giờ chúng ta hãy tuyên truyền về ý nghĩa tốt đẹp mà phong trào này mang lại với cộng đồng và toàn xã hội. Đó chính là bài học về hành động, được chưa ạ? Nhắc lại một lần nữa nhé. Bài học nhận thức này, tức là chúng ta khi mà đã bàn luận xong vấn đề thì các con phải hiểu đó là gì? Phong trào này nó mang một cái ý nghĩa tốt đẹp, nó mang tính nhân văn và chúng ta cần phải lan tỏa cái phong trào này. Thứ hai, đó là bài học về hành động. Từ nhận thức này nó sẽ thay đổi hành vi của mỗi người. Nếu như bản thân chúng ta có đầy đủ tiêu chuẩn để chúng ta có thể hiến máu nhân đạo, thì chúng ta hãy hiến máu nhân đạo để có thể giúp
cho những con người mà cần đến giọt máu của chúng ta. Thứ hai, đó là nếu như bản thân chúng ta không đủ tiêu chuẩn để hiến máu nhân đạo, thì ngay từ bây giờ các con hãy tuyên truyền về phong trào hiến máu nhân đạo để phong trào này nó phát triển sâu rộng hơn nữa. Được chưa nào? Đây chính là bài học về nhận thức và hành động. Cuối cùng, đó là phần kết bài. Ở phần kết bài này, tức là chúng ta sẽ khái quát lại vấn đề một lần nữa, rằng tầm quan trọng của vấn đề như thế nào, ý nghĩa của vấn đề đối với cuộc sống ra sao. Và bên cạnh những cái phong trào như là tiếp sức mùa thi này, hay là hiện tượng những cái sự việc như là hiệp sĩ đường phố này, hay bảo vệ môi trường là những cái phong trào, những hiện tượng mà chúng ta cần phải đẩy mạnh, thì hiến máu nhân đạo cũng là một trong những phong trào mà chúng ta cần phải phát triển sâu rộng hơn nữa để giúp ích cho cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Đây chính là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay mà cô muốn gửi tới các bạn. Hy vọng khi mà gặp một hiện tượng về một hiện tượng đời sống mà nó là một hiện tượng tích cực hay là một hiện tượng tiêu cực, thì các con cũng hãy tìm cho mình những cái cách thức để chúng ta giải quyết cái vấn đề, và chúng ta sẽ có được cách viết hiệu quả nhất, đạt cái điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Chúc các con thành công và chào các con.